Rồi, xin chào anh em. Thì hôm nay em có về hai con đền nông. Đây là một con 890DG và một con là 780D. Thì em sẽ giới thiệu đến anh em và báo giá luôn. Thì hai con này về giá cực kỳ tốt. Lý do về sau em sẽ đi đến quay cận cảnh và giới thiệu chi tiết từng con. Rồi, đó là trước tiên anh em là một con 890DG. Anh em lưu ý hàng anh em bán là hàng điện 100V thôi nha. Hàng cao cấp nhất là điện 100V nha, không bán hàng 252 hay tem trứng gì cả. Hàng đó ở đây rất là rẻ, em không làm. Chắc âm thì bảo đảm với anh em là thua. Rồi, về con 890DG. Thì con này thì mặt phía trước, hồi gỗ, tất cả còn lại là đẹp hết, ruột gan là đẹp như mơ. Ngoại trừ có cái này đây. Em sẽ quay và chỉ cho anh em nhé. Nè, anh em thấy nó có nhiều vết cái vết lông mèo nó ở cái cạnh trên nè, nó anh em thấy ha. Vết lông mèo nhỏ nhỏ như thế này đây đó, đó lâu lâu nó nhìn xa xa là mình không thấy, nhìn kỹ mình soi mới thấy ha. Đó, đó là cái vết đó đây nè. Nó lây tới cái cạnh trên chút xíu đây. Em làm nét lại cho anh em thấy nha. Nó lông mèo rất là nhỏ, rất là tí tẹo luôn, nhìn khó thấy lắm anh em. Đây là mặt nhôm phay xước mà. Nó liền theo nhôm phay xước chúng ta khó thấy ha. Đó. Nó có chỉ có bao nhiêu đó thôi, còn lại là nội thất cho đến ngoại hình này nè. Gỗ nó còn rất keng luôn. Ốc hát nó còn đẹp, rất là đẹp luôn. Đây nè, phía sau nè. Chân dắt cắm là còn sáng giới nha. Chân dắt cắm nó còn như mới luôn, rất là đẹp. Hai cổng optical và ba cổng coaxial. Nè, anh em lưu ý nha, 890DG điện 100V 216W nha. Em không làm hai hàng 220 nha. Đừng có tem trứng hay gì cái gì đó, rất rẻ lắm, có mười mấy triệu ha. Rồi, giá bình thường em bán con này là khoảng 23 triệu đồng. Thì hôm nay em về con này nó có cái những cái vết nhỏ nhỏ đó thì giá nó rất là tốt cho anh em chơi. Cho anh em nào có nhu cầu và nhanh tay ha. Mặt mũi bên trên thì rất là đẹp rồi. Em mà quay cận cảnh cho anh em thấy nè. Đánh hai cầu AB và A cộng B nha. Mặt rất là đẹp. Chỉ có cái cạnh trên thôi. Cái cạnh này thật ra là em không xử lý thôi, em để nguyên bản em bán, không có xử lý làm chi. Có sao mình bảo vậy chứ. Nếu này mà đi xử lý thì ok đó nè, nhưng mà thôi. Rồi, giá cực kỳ tốt cho anh em chơi, 20 triệu đồng, bao ship toàn quốc anh em nhé, 20 triệu đồng. Đấy, một cái giá rẻ hơn thị trường 3 triệu đồng. Rất là tốt. Cho anh em chơi, 20 triệu đồng cho con 890DG. Hàng điện 100V. Và bên đây là con 780D này. 780D nè, mặt mũi rất là đẹp. Con thì giá tốt. Đây. Em bày mặt mũi cho anh em xem nha. Mặt mũi rất là liền lạc nha. Rồi. Rất là đẹp luôn. Mặt mũi rất là lạc, vỏ nó gỗ, vỏ là nước sơn lên hết nha nè. Ruột gan là đẹp. Nhưng mà đây là chân cắm phía sau nó, anh em thấy lưu ý là còn không có tan xét, không có gì hết nha. Đó. Cái con này cái tội của nó là không có cái cổng quang thôi, nếu có cổng quang là nó thành 880D anh em nha. Đó, rất là đẹp. Rồi. Thì giá của con 780D này em bán cho anh em với cái giá cực kỳ tốt, 8.500.000 đồng. 8.500.000 đồng anh em nha, bao ship toàn quốc ha. Giá con này thị trường giờ hơn 9 triệu, hơn 9 triệu rồi. Em làm về giá tốt thì em báo giá tốt anh em chơi. Rồi, có hai con đó ha. Rất là đẹp nha, anh em lưu ý ha. Hàng có sao mình báo dậy nha anh em nha. Rồi thì hai con Lukman con 507 US này chiều nay nó cũng đã lên đường về Hà Nội rồi anh em. Chỉ còn lại con 505S thôi ha. Khoảng ít hôm nữa thì hàng sẽ tiếp tục cập bến về Acofay và Lukman dòng cao cấp cho anh em chơi. Rồi hai sản phẩm này em cũng xin nhắc giá lại một lần nữa, thì đối với con 890DG chỉ có 20 triệu đồng và 780D chỉ có 8 triệu rưỡi, giá là bao ship toàn quốc cho anh em. Lọc xì thì hiện tại tại shop em chỉ còn duy nhất là một con Technic SH8075 hàng 33 cần. Và con này thì có đèn cần rất là đẹp, thì em sẽ test sau cho anh em xem.
À, tại đây em xin kết thúc. Anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ cho em qua số điện thoại 0346 12345. Xin cảm ơn em rất nhiều.